Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay má làm gì vậy? Chuẩn bị cái đồ chiết cây. Thì làm đất để chiết cây. Cái này không phải là đất, cái này là Pmos. Dạ, Pmos. Dạ, đợi chút nha, để em cho mấy người coi cái Pmos là cái nào. Dạ, thưa, cái này là cái Pmos là mình mua ở Home Depot. Này, mua Home Depot gói bự lắm ấy nha. Ok, má chọn chọn Pmos với một chút nước. Nước trước cho nó ẩm ẩm trước đã. Ok, chút nước cho nó ẩm ẩm cái đã. Ok, xong thì để một chút. Cho nước aloe vera, mình mua cái này từ lâu rồi thì không có, nếu nếu mà ai có aloe vera tươi thì ai xài aloe vera tươi được không? Hay là nước nước tốt Càng hơn, tốt. càng tốt, aloe vera tươi thì càng tốt. Mà mình đã có sẵn cái này rồi thì mình xài cái này. Cái này ở mua Walmart một thùng bự thì cũng có 7 đồng à. Đổ nó vô, đổ nước aloe vera vô. Quên 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 cho mấy khoảng 5 đến 10 ml cái drip này. Super Super drip. Ok, super super drive. Super dry. để cho nó ấy dễ, Kích thích rẻ. kích thích rẻ. Mấy 5 mg hả? No. Mấy hạt, mấy giọt. Một, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. 10 giọt. Mà không có super dry thì cũng được mà. Có super dry cho B1. B1 hả? Cái này thì đắt tiền. Cái này quý phái một chút. Cao cấp một chút. Mắc tiền là bao nhiêu? Mắc tiền là 40 đồng, 39 đồng 99. 39 đồng 99 là bao nhiêu ounce? Coi bao nhiêu ounce? Cái này là 1.522 gram lận. Trời ơi, xài có 10 giọt à. Này cho coi này. Super dry này. Vitamin solution. Đó. Ok, thì mình 10 giọt 10 ml cho 5 ml á. Em 5 ml, khoảng 5 ml á. 5 đến 10 ml cũng được. Một thùng này là cho 10 ml, 5 đến 10 ml. Một thùng vậy thì cho 5 đến 10 ml. Ok, bây giờ thử nha. Hơi ướt ạ. Hơi ướt hả? Cũng được, không sao. Đây này, vắt đây này. Đây, mùa hè như vậy cũng được rồi. Mùa hè là vậy cũng được rồi, mà đừng có ướt quá nữa thôi, đừng có ướt hơn nữa thôi. Vậy là đủ rồi. Đừng có ướt quá mà cũng đừng có khô quá. Nơi mùa hè mà nắng mà không có sao đâu. Tức là khi nào bóp thế này này, Ừ. cái nước này Ở đâu? thì nước nó không có nhiễu xuống, Nước không có nhẹo xuống. thì vừa vặn, này là vừa đó. Ok. Cứ bóp nước không có nhẹo xuống là vừa. Ok. Để vô bịt hả? Chắc là túi xếp lát để chuẩn bị
Tại mình không có bịch ni lông kia, nó lấy cái này được rồi. Tại bên Mỹ nó đâu có bán bịch ni lông giống như Việt Nam đâu. Cái này xong là lát nữa vậy thì cắt. Làm chút thôi làm. Đủ không? Ai mà có bịt ở giống như của Việt Nam thì xài bịt của Việt Nam nó tốt hơn đúng không? Thì nó dài, nó có chiều dài. Cái bịt mà đựng nó có chiều dài. Thu gâu á, đựng đường, đựng những cái bịt nhỏ, bịt nhỏ đựng đồ, đựng nước mắm. Còn mình không có thì mình xài cái Ziploc này cũng được. Ok, mình tạm thời thì làm 10 bịt trước đi. Thì hôm nay mình tới chiếc cái cây này là cái cây úc do thái xanh. Cái cây kia thì mình cắt chùi đuổi rồi, còn cái cây này thì mình không có cắt, thì mình để chiếc. Cắt cái vỏ nó đi hả? Để sát đi vậy đó hả? Cắt hai đường. Tôi biết đâu khỏi nói. Cắt hai đường. Này khoảng 2 inch hả? Này khoảng 2 inch. 2 3 phân 3 cm. Gọt cho nó mỏng đi hả? Nó không chóc vỏ. Nếu nó chóc thì khỏi gọt. Đâu có. Đâu có hỏi có cần gọt cho nó mỏng đi không? Hay là chỉ cần chóc vỏ là được rồi? Có phải chỉ cần chóc vỏ không? Lát nữa còn cạo mà. Ồ, còn cạo nữa hả? Thì cạo sạch cái vỏ. Đến thân gỗ của nó, đến gỗ thôi. Đến cạo sạch, nếu mà cạo không sạch nó không, nó không có ra rễ được. Cái chỗ này là chỗ ra rễ này. Còn cái chỗ này thì không cần thiết mấy. Chỗ này là quan trọng, chỗ này phải làm sạch.
mình ra chuối. Mở cắt trái chuối hả? Cắt một khúc trái chuối, sau cắt một nửa, sau để vô. Đặt cái vịt đất ra. Cắt cho một nửa hả? Trái chuối đó. Mở rộng cái miệng ra cho cái đất nó che hết trái chuối. Cột cái miệng nó lại. Càng nhỏ mới lấy được bịt nhỏ thôi chứ càng nếu mà càng lớn thì phải lấy bịt lớn hơn chứ. Ừ, cái này bịt nhỏ quá. Bịt nhỏ quá không có được. Càng nhỏ thì bịt nhỏ ok, lấy cái này chiếc cây nhãn ok, cây nhãn cái càng nó nhỏ. Cái càng này thì vừa nhưng mà mấy cái càng bự bự để chút chiếc là phải lấy không có đủ lớn. Đúng, phải lấy bịt. Sao cái đất với cả cái đất này nó cover, nó che hết cái cành rồi được.
Nhưng mà nhớ là cây bự là phải lấy bự hơn ấy, lấy đất nhiều hơn nữa. Sao lấy chỉ rồi sao lấy chỉ cột nữa làm chi vậy? Không, tại vì cái này nó phình ra, cái này nó có lỗ này đó. Không có zip thay lấy chỉ cũng được, cái lấy cái nào cũng được, miễn sao là cột cho nó chặt. Giờ đi. Ok, cái bịch kia nó bị lủng thì bây giờ lấy cái bịch khác bật nó vô. Sau bây giờ lấy cái bịch giấy bạc này. Thôi, ok, vậy là xong rồi đó hả? Ok, vậy là xong rồi đó. Dạ, xin chào mọi người. Mọi người có thấy ai mà được rảnh đúng má em vậy không? Mới chiết xong được hai cành xong là nói là nó cao quá, mệt quá. Sau cắt luôn. Ngày hôm sau ra đây nè, là cắt luôn đó, là cắt luôn cả cái cây đó. Có chịu nổi không? Mấy người có thấy chịu nổi không? Thiệt tình. Trồng xong cứ cắt hoài. Hết nổi luôn.